chào mọi người đang xem livestream sáng nay thì có cuối cùng cái đàn hát FX 70 giờ để quay off này nha. Rồi chào mọi người nha. Dạ em chào anh Hải nha, đây là cái đàn FX 70. Hôm nay là em sẽ cuối cùng cho anh Hải ở Vĩnh Long. Bây giờ đầu tiên là cái đàn cái phòng để em check cái số series mình trước ha. Số series là một ECN01435 nha. Giờ anh nhận đúng số series anh nhận hàng nha. Anh sẽ tiến hành vui ra. Nếu mà người có nhu cầu tham khảo dòng đàn F70-920 thì các điện đều có hàng nha. Inbox cho chị số điện thoại em hotline. Đây nha. Đây là cái phiếu bảo hành của mình nha. Phiếu bảo hành của mình thì đây. Số của mình là 1435 luôn ha. Đó, giờ anh nhận hàng đúng thì anh cứ nhận hàng nha. Để còn check cái số series này, đây là nguồn ha. Ha. Giờ tiến hành phui ra cài sơ luôn. Đây là cái đàn SX720 của mình, đem về em sẽ mình check cái số series cái nha. Rồi, số series về nhà anh kiểm tra hàng đúng số series đúng mã hết là mình nhận hàng nha. Rồi, ok. Ok, giờ anh tiến hành em cài sampler vô. Rồi, đặt nè. Rồi. Ở đây đàn SX720 giá hiện tại dao động khoảng từ 30 tới 31 triệu, còn SX920 giá là dao động khoảng từ 38 đến 40 triệu nha mọi người. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì có thể inbox qua trên này của Thiệu Gan. Nếu là mọi người nhận giá đặt cọc thì giá sẽ tốt hơn. Và anh Thiện có tặng bao chưng và bộ sách của giáo trình dạy đàn online và cài đặt dữ liệu của sampler gốc, đảm bảo 100% sampler gốc để mọi người trải nghiệm âm thanh cực kỳ chất lượng. Và nếu mọi người có nhu cầu cài bộ sampler top 5 cao thủ BDM Cameron Nguyễn Trọng Nguyễn Lê Nhâm FKD về chung một bộ thì mọi người có thể bắt qua Thiện và mọi người mua kèm cái đàn thì giá sẽ tốt hơn. Đó là mọi người trải nghiệm 5 phong cách khác nhau của 5 cao thủ một màn intro và mọi người sẽ được nếu mà dòng SX720 được thể cài dư sức luôn rồi nha mọi người.